Nhắc đến Ninh Bình thì không thể thiếu được cái khu du lịch Tam Cốc Kinh Động. Thì ngay ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái khu, một không gian rất là đẹp và vô cùng đặc biệt, thì chính là cái vùng Sơn Tây ngay bên cạnh. Thì chúng ta cùng bước vào bên trong này. Thì ngay từ bước vào trong thì chúng ta nhìn thấy, cảm nhận một không gian rất là rộng rãi và gần gũi với thiên nhiên. Thì xin mời các bạn, đây chính là giá chủ của vùng Sơn Tây, chính là chị Hoàng. Theo chị Hoàng ạ, rất cảm ơn chị hôm nay có cái thời gian để chia sẻ với quý vị đến một cái không gian sống như này. Thì chị cho em hỏi đây là cái mình đang cái điều ấn tượng khi mà em bước đến đây thì cảm giác như là rất là gần gũi thiên nhiên, thì cái điều đặc biệt là chị khi mà làm ở đây này thì chị phục vụ như nào, tức là khách hay là Tây hay là khách Việt hay nào? Bọn em làm mô hình hôm nay này thì mang cái kiểu là khách nước ngoài và khách Việt Nam, nói chung là tất cả mình đều đón tiếp tất cả các khách, nói chung là mình mang đến hướng đến cái sự thân thiện đối với cả khách. Thì mô hình hôm Tây nó khác với cả mô hình khách sạn. Tây thì mình như kiểu là có thể là ăn cùng mọi người, ngồi nói chuyện trò chuyện cùng mọi người, có thể ngồi uống nước hoặc là mình thân thiện tất tiện. Không như kiểu bên khách sạn thì có thể là theo như kiểu mô hình lễ tân theo khuôn dập khuôn, và bên này thì mình có thể tự nhiên giao tiếp cùng mọi người. Tức là mục đích của mình cũng là rất là mang rất là trải nghiệm cái văn hóa, kết hợp với lại cái là mọi thứ là mình gần như là gần gũi với gia chủ và với lại cái tại cái đất ở nơi Ninh Bình này, đúng không chị? Đó là cái điều đặc biệt rất là thú vị khi mà được trải nghiệm các phương Tây ở tại Ninh Bình như đây. Thì em nhìn thấy là đây là một không gian rất là rộng. Không biết là cái diện tích của mình là tổng là bao nhiêu mét vuông, mà cái chị nhảy và xây cái diện tích xây dựng là trên bao nhiêu mét vuông trên đất vậy? Nhưng cái nhà này chắc chỉ chiếm khoảng hơn 100 mét vuông thôi chị. Bởi vì em thấy là cái khu không gian vườn này rất là đẹp. Nhưng mà có phải cái liệu mà cái khách đến đây họ rất là thích không gian như thế này không, hay là mình xây dựng là chỉ có một số phòng như này? Tại vì bây giờ tâm lý của mọi người, nếu mà mọi người mà thích ở theo kiểu ấy thì khách sạn thì bây giờ là rất là nhiều. Mình hiện tại gần như được mọi người yêu chuộng, không những khách nước ngoài mà khách Việt Nam mình đều là yêu chuộng. Theo mình là tự nhiên mọi thứ như kiểu nhà rồi là cây và vườn ấy, là mang tính chất vừa cổ vừa mang tính chất hiện đại thôi. Nên là khi mọi người đến khách sạn thì rất là nhiều, hoặc là cao cấp 5 sao hoặc là nhiều sao, nhưng họ về đây họ vẫn chọn ở đây vì mang tính chất cổ kính. Mình lại trong thì mình vẫn theo mô hình hiện đại và chuẩn của theo phong cách khách sạn. Thế bây giờ em muốn là chị sẽ lần lượt dẫn cái khu vườn này rất là đặc biệt đây cho tất cả quý vị khán giả xem. Dung này. Thì đây chúng ta cùng đi khám phá cái vườn này. Thì chị giới thiệu với em là cái khu vực vườn này thì trồng những cây như thế nào chị nhỉ? Em nhìn thấy ở đây có cả cây hoa này, hoa gì này chị nhỉ? Hoa này là hoa cúc ạ. À, và hoa cúc. Đấy thì bên ngoài này thì thấy là em làm lát gạch này mang tính chất là tự nhiên và cổ. Nó cũng có một cái đặc trưng nữa là khi đây là cái bãi để xe, khi mọi người đi xe cũng có khách mình Việt Nam mình đa phần sẽ biết đi xe máy rồi, nhưng mà khách nước ngoài họ sẽ không đi xe máy này vì cái này nó không bị trơn. Rồi. Tức là đều là có cái ý của mình đấy. Tức là đây là dành cho những người mà đang chưa biết đầu đưa đi xe máy, xong là vào đây thử nghiệm luôn, trải nghiệm luôn. Đấy thì không sợ về ngã hay là cái gì đó, đấy là tuyệt vời. Vâng, những loại hoa thì em mang tính chất là tự nhiên, vốn tự có. Như kiểu mình sẽ tự chăm sóc và tự trồng, nên là em dùng những loại hoa này cho nó đặc sắc, như kiểu ngũ sắc hoặc là những loại hoa dân bụt. Em mang tính chất tự nhiên của dân dã của mình. Em không cần cầu kỳ là những loại hoa phải cao siêu đắt tiền. Không cần đi đâu xa mà đến đây là coi như cũng đã đủ để trải nghiệm những cái cây hoa này, là tập hợp hết về đây rồi. Một cái điều đặc biệt nữa là em thấy là mình thấy cái khu này là đi vào đây là có một cái tường đá, đá tự nhiên, hình như cái đá này được đá tự nhiên không chị? Đúng, đá tự nhiên. Thủy ơi, để chị đổi xe nhá. Đây là đá tự nhiên, em muốn mang tính chất mình theo kiểu dân dã, và ở Ninh Bình mình thì đặc biệt là núi đá, nên là em sẽ muốn nhấn mạnh đây là một con đường như kiểu mang tính chất ngày xưa dân dã, nên là đá thứ nhất là nó sẽ không bị trơn, mùa hè nó sẽ không bị nóng, và thứ hai nữa là nó không bị mọc rêu. Đá thì nó vẫn như vậy và mang
rất là tuyệt vời, bởi vì thực ra là nếu mà không có cái ý tưởng mà cái lát đá như này thì người ta nghĩ ngay là cái việc là lát bê tông, đổ bê tông. Nhưng mà cái chính vì cái lát đá này, thứ nhất là về mang tính chất là về đẹp tự nhiên, cái thứ hai ấy, là cái cây cổ mình sẽ mọc ở tại cái vị trí cái đá như này này. Anh quay camera quay thẳng xuống dưới để nhìn một cách chi tiết hơn. Đó thì rất là tuyệt vời khi mà các bạn đi vào đây vẫn là sạch sẽ, mà vẫn là trống trơn, đồng thời là rất là cái mang tính chất là vẻ đẹp rất là thiên nhiên và tự nhiên. Cái bên cạnh nữa là hình như là chị sử dụng rất là nhiều loại hoa khác nhau ở đây, nhưng mà cái hoa hình như có cả cây ăn quả đúng không chị? Vâng, em sẽ cho chị ta cây ăn quả. Dừng lại video. Thì có một cái nữa là em thấy là bước vào đây mình cảm giác hình như là nó gì đó nó cảm thấy rất là mát mẻ. Thì em thấy dù đi ra ngoài kia là dù nhiều khi mình có tiếng ồn ào hay là những cái nóng nực hay là những cái gì đó nó rất là bon chen ấy, khi bước vào đây mình cảm giác như là cái gì đó đánh đẩy hết tất cả cái gì sau không suy nghĩ ra thoải mái. Rồi khi khách về đây mọi người cũng cảm giác là về đây rất là thoải mái, một không gian tự nhiên. Và ở đây bình thường nếu mà trời không mưa thì sẽ rất nhiều bướm và chim. Đấy, sáng ra nghe những tiếng chim ríu rít và những cái khoảng trời bình yên, nên là thứ nhất là có hoa, bướm, rồi chim, có các loại quả thì đương nhiên là cây hay là người Việt Nam mình thường thường là thích ăn cũng hợp, là phải do chính tay nhà mình làm ra, nên là cũng là một cái thành quả của hôm nay chúng em. Chính là cái bàn tay của mình làm thôi. Chúng ta cùng đi khám phá. Thì ở bên tay phải đây là toàn bộ là cái khu nhà, chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết ở đây. Thì khu nhà này toàn bộ là làm bằng gạch nung thông thường, rất là gần gũi với tự nhiên thôi. Còn toàn bộ khu vườn này rất là tuyệt vời. Khi bước đến đây thì là cái cây hoa như này được trồng ngay bên đường đấy thôi, nhưng mà lại bố trí rất là hợp lý, chứ không phải cái nào nó cũng giống nhau, nên là cảm giác không có cái gì đó nhàm chán. Thì là những cái cây này là cũng là được mang tự nhiên về để trồng cho chính bàn tay của chủ nhà làm thôi. Cái cây này là cây roi đúng không chị? Roi này rất là tuyệt vời, bởi vì nó sử dụng được ăn quả luôn. Thì ai mà ở người Việt Nam thì cái roi này thì chắc không còn lạ gì đến cái khi mà nhìn đến quả này nữa. Lắm quả nghe. Bước về phía cuối của khu vườn này, chúng ta có một cái đầu đặc biệt là ngoài cái nhà ở bên hai bên ra, anh quay hai nhà bên. Nhà bể hai bên ra là cái khu tách biệt này đúng không chị? Toàn bộ là cái khu nhà là đều tách biệt hết rồi. Vâng, em đều tách biệt. Có một cái điều đặc biệt là với diện tích đất như này, nhưng mà gia chủ có sử dụng cái một cái loại hình là nhà chỉ một tầng thôi, mái dạng cấp 4 đúng không chị? Đấy, để ở chứ không phải là xây nhà tầng như kiểu như khách sạn. Và với diện tích như thế này thì còn phía bên này thì chúng ta cùng đi tiếp là khu này là giới thiệu khu này cho tất cả các bạn xem nhé. Đây thì là cái khu mà em làm theo kiểu nhà cọ, mang tính chất như kiểu quê ngày xưa, như ông cha ta hay là lợp nhà cọ cho nó mát mẻ, thì mang tính chất là tự nhiên và thiên nhiên. Tất cả đây là cỏ hết, là cỏ. Đây là em làm bằng cọ. Và cái cột này hình như là cột này là cột bê tông, nhưng mà mình được cắt sơn là đá gỗ. Em xem thường thường gỗ nó mang cái sự thân thiện, với lại mang cái màu nó trầm ấy. Nên là cái khung nhà em sẽ mang theo cái kiểu cổ kính và sẽ là gỗ. Vâng. Nên là em sẽ ưu tiên quay di chuyển đi. Vâng. Thì có một cái điều đặc biệt là khu này hình như là nơi mọi người có thể nghỉ ngơi. Vâng. Hoặc là cũng có thể chơi giải trí. Vâng. Mình đi chờ giờ đi, hoặc là mọi người về trong lúc mệt nhọc có thể giải trí. Có những đúng rồi, có những bộ bàn ghế là có thể mình ra đây mình trải nghiệm như rồi. Ngồi đây ngắm. Mọi người thích ngồi đây trải nghiệm ngắm cái phòng không thì nước lên thì cái điều đặc biệt là homestay Melody của chị Hoàn ấy là cũng có cái điều đặc biệt là thú vị là bên cạnh cái homestay này có một cái dòng sông chảy luôn chảy đấy. Khi mà các bạn ngồi ở đây tại vị trí ở đây, khi mà ngắm khu vực phía ngoài này thì có thấy cái dòng sông ngay bên cạnh đây rất là gần gũi thiên nhiên. Và đặc biệt là vào mùa hè nóng nực thì người ta có thể là
ngồi đây cảm giác rất là mát mẻ. Đấy thì không phải dùng cái điều hòa hay là dùng cái một cái quạt gì đó, mình ngồi đây cảm giác đã mát rồi. Đấy, cái gì đây? À, cái phía này có một cái điều đặc biệt là chị thì sử dụng hình như cái vật liệu gạch hay là lát là chủ yếu cái màu kiểu là gỗ để mang chất thân thiện không chị? Vâng, em mang chất thân thiện bởi vì thường thường mình là làm theo kiểu cổ kính hay là nhìn nhận gỗ là em là chủ yếu. Nên là cột em cũng làm màu gỗ và gạch em cũng lát màu gỗ. Rất là đơn giản nhưng mà có một cái gì rất là tinh tế ở phía trên cột này. Anh quay trên cái cột này thì là cái bác thợ là đắp vẽ rất là tuyệt vời. Rất đơn giản thôi nhưng mà nó có cái gì đó nó cảm giác như là rất là sang trọng. Đấy, gần gũi với thiên nhiên. Rồi ok, thì chúng ta sẽ nhìn cái một lượt đi từ đây ra về phía ngoài kia để khám phá khu vườn ở đây. Ở toàn bộ khu giữa hai nhà này đều có một cái chỗ là gọi là ngăn cách hả chị? Vâng, em sẽ làm ngăn cách để cho mình có một cái sự riêng tư, không như kiểu nhiều người là họ sẽ tận dụng đất là chung ra một bức tường. Như thế thì nó sẽ không có. Để chúng ta cùng đi khám phá bên kia phía ngoài toàn bộ khu vực vườn này thì sân này là đều sân trước của cái gia chủ bên còn bên đây thẳng đây chúng ta là nhà của gia chủ đúng không chị? Mình sẽ ở bên này. Sân này em sẽ lát theo hình gạch nhưng mà em sẽ theo màu cái cỏ. Cỏ mang tính chất tự nhiên. Thứ nhất là tăng thêm cỏ, cái cỏ và đá. Thứ nhất là về cái độ tăng diện tích sử dụng ấy thì là độ tăng rồi. Về khu vực này, khu vực sân cho tất cả không gian khi mà bước vào từ ngoài vào trong. Còn lại ví dụ như là màu cỏ như này thì mang lại cái vẻ đẹp rất là thân thiện và nó mát mẻ. Đấy vào đây khi mà cảm giác mình nóng được vào đây thì cảm thấy nó mát luôn. rồi ok thì trên vừa rồi tôi giới thiệu một cái mô hình homestay ở tại Ninh Bình. Khi các bạn đến Ninh Bình thì không thể bỏ qua được cái Tam Cốc Bích Động. Thì đây là một cái thông tin cho các bạn khi mà đến Ninh Bình để có thể trải nghiệm homestay Hello đi. Thì ở tại Ninh Bình bạn có thể lên booking, có thể là đánh chữ như cái ban đầu tôi quay đấy. Để là tìm hiểu cái loại hình như này. Phòng trước những cái nơi nào, chỗ phòng nào ở đẹp trước chẳng hạn, đúng không chị? Để tránh trường hợp là hết phòng. Thì rất là vui được các bạn theo dõi. Thì nhớ đăng ký kênh để chúng tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều cái video nữa.